Dạ thưa quý các bạn, thì sáng hôm nay là vụ chiến gọi cho anh Chí mà anh Chí anh không có bắt máy. Còn tối hôm qua thì mình ghé cái trà căn nhà của anh Chí thì cũng không thấy anh Chí ngủ đó nữa. Bây giờ vụ chiến là quyết định đi tìm một bí mật, thử coi anh Chí đi đâu. Và sáng giờ gọi bắt máy, bây giờ là mới 5 giờ rưỡi sáng rồi mọi người. Bây giờ vụ chiến chạy theo cái hướng mà xuống nhà chị Châu á, để thử coi anh Chí anh có ở dưới hay không, hay là ông này ông đột kích đâu rồi. Rồi chẳng ba luôn. Ê, mình phát hiện ông cái gì kìa. Chứ ai nữa, ở đâu đi đâu mà hướng này chạy về hả? Trời đất quỷ thần ơi. Rớt gì? Rớt thù quạt hả? Vậy mà tướng đâu lượm vàng chứ. Vậy là đột kích dưới luôn. Kích 2 mỗi ngày. Trời ơi. Không, bỏ nhà luôn. Bỏ nhà luôn. Anh em gọi không bắt máy luôn. Không có gọi không. Rồi quá trời luôn cho ông gọi. Quay lại. Tối em đâu có bắt ngủ được. Trời đất quỷ thần ơi. Ngủ là ai mà gọi tới đổ chuông cái la hồn em muốn xích ra bay về cảnh vậy đó. Bay luôn. Còn nữa. Ủa sao đi xuống nhà không mặc đồ đẹp đẹp chút, mặc đồ kỳ á. Dạ, chịu qua dắt chịu. Em tính làm bứng ba chuối đồ ăn đồ xuống em trồng gãy mà. Ừ. Nó xuống rồi gặp top bên xe đét qua. Vậy sao mặc đồ vậy luôn rồi. Mặc đồ vậy luôn chứ sao bây giờ. Lấy mấy cái áo thun ra đi, lấy mấy áo thun ra mặc. Bây giờ làm về thay đồ mới em lấy một bộ em để lên xe nữa. Mình để nhựa. Gặp mấy gì đây. Mới vô. Rồi đi, về nhà. Quá trời rồi bữa nay theo bỏ nhà theo gái luôn. Mày gái à? Chứ nữa. Dạ thưa quý các bạn, thì bây giờ vụ chiến với anh Chí đã về tới mái nhà xưa của anh Chí nha. Nhưng mà giờ căn nhà này giống như là không còn bóng dáng của người xưa nữa. Anh đã bỏ nhà anh đi luôn. Ê. Sao thơm phức à? Hả? Đổ cho miếng thử thôi. Qua. Trời ơi, ông nội ơi, đứng gần thơm phức luôn cha nội ơi. Có cho miếng nước qua đang gần gũi bên nhau nó thơm ha. Trời ơi, anh Chí hôm nay chúng lưới tình rồi. Vậy anh chịu không nói em phải trao thân luôn nè. Chứ mấy chục 45 nay có trao ai đâu. Đúng rồi, từ xưa giờ em chưa thấy anh như thế này luôn anh Chí. Đúng rồi. Không, cái này ta tính xét á, tình nó nổng tới gặp. Trời ơi, ông nội ơi, chạy tìm. Chịu qua chạy dưới rồi ở ngủ lưới dưới luôn. Ngủ luôn. Rồi bữa nay tính bữa nay. Bữa nay cũng làm vậy luôn. Vậy là hoài luôn vậy đó hả? Hoài vậy luôn. Thôi. Cưới hỏi xong rồi dọn đồ xuống dưới ở cái trại này cho vòng đây. Mà nhưng á, mà nhưng anh xuống dưới á, anh mặc đồ cho nó ngon chút xíu, đồ chị Phương gửi về đó. Cái này gì? Kỳ quá. Vì hôm qua tính chắc chiều không có ai bận đồ này, đang xuống dưới trồng gãy chơi đừng dính mũ. Thì anh mặc một cái bộ đồ anh trồng gãy rồi đem theo cái bộ đồ rồi chiều vô tắm rửa ngủ mặc đồ mới đầu đàng hoàng. Chở dân đó người ta gặp người ta nó trời ơi nhỏ con Châu gì đó mà nó quen cái thằng gì mà ăn mặc kỳ cũng tội nghiệp cho chị Châu. À, bây giờ là em chơi hai bộ luôn thì em mới cũng mới có bán. Cái bị không em cho cái bị đựng cái ba lô, cái ba lô rồi đựng cho nó không dơ. Không ba lô hả? Anh là nhớ hãy có một cái. Mình có cái ba lô đựng mình đựng đồ vô đựng mình anh bỏ sao yên xe nè. Rồi có cái đồ đó mình mặc mình đi trồng gãy, còn xuống tới dưới ẻm là mình phải thay đồ cản là xịt nước qua lên liền. Ôi ôi trời, tao làm gì tóc dựng trên chứ? Tại nhớ đến em tóc dựng đó. Bữa nay anh Chí vui thật chứ. Cái món này là 45 năm rồi mới gặp. Bây giờ phải hết mình gì hết món mình, này. Hết mình gì món này. Cái món hời này hả? Nhưng mà em nói thiệt anh Chí ha, anh theo anh phán đoán là chị Châu có thích anh không? Em thích lắm. Phải không? Cái cảm giác của mình nữa phải không? Tại vì em là người chăm hay gặp thật lòng nói ra câu nào cô cũng mến đó. Dạ. Yeah. Không có lời giá dấu với chồng. Em chỉ sợ là biết đâu người ta lại qua đường với mình á, người ta lại đùa giỡn với cái tình cảm của mình thì em sợ anh sau này đó nó bị hụt hẫng rồi. Em không có cho cổ khóa em nè. Rồi lúc đó anh mới khóc anh Chiến ơi, anh khổ quá em ơi. Đi thay đồ hả? Ừ. Trời ơi cổng nôn ông nội đi thay đồ đi dưới nữa. Xong rồi, trời đất quỷ thần ơi, vậy là mấy con vịt rồi sao? Đây quá
Trời ơi, cho luôn, bán nếu mà nhà này được cơm không ăn luôn. Trời ơi, nấu nồi cơm nguyên vậy không ăn luôn. Mở lần xuống ngày mà ăn. Trời đất ông nội ơi, tôi mới thấy luôn á. Tôi mới thấy luôn á anh chị. Em mới thấy luôn đó anh chị. Cái này là mối tình đầu. Mối tình đầu. Bây giờ cũng là tình cuối người ơi. Tối quá, mới có 5 giờ mấy sáng à. Đâu mấy em vịt đâu? Con có chút ác hả? Ừ. Hai con mất đi một con rồi. Chuột ăn rồi. Chuột lắm mà. Nè anh, mấy cái quần này nè, mấy quần này đẹp nè. Dính cái gì nè anh chị? Hình như mấy quần này là quần của chị Phương gửi phải không ta? Cái quần này chị Phương gửi nè. Bây giờ là chị ông chỉ biết tình thôi chứ biết gì giờ. Rồi sao bật sáng lên được không? Có gì sáng lên không? Cái đèn năng lượng rồi. Nó ở đèn năng lượng đó. Đây đưa em coi. Ờ cái đèn này xe pin nè. Đó. Bây giờ sáng sớm là nó giờ dọn đồ đi nè. Chưa. Đâu đồ mới đâu, đồ mới trong tủ còn không? Đồ mấy đồ áo thun á. Còn đóng trong đây. Ừ. Đó nè, áo thun đẹp đẹp không nè, nó đúng rồi móc đồ lên. Đi thuốc đây, giờ to giờ ngáp. Chơi điếu thuốc nữa hả? Rồi rồi kìa. Mua chai lăn rồ manh nồ đồ nữa ha, nước hoa đồ nữa. Tắm đi, tắm đi. Tắm chứ. Tắm nữa hả? Tắm chứ lẽ anh không tắm rồi anh mặc đồ vô. Thôi tắm đi nghe em, lúc gài là mình phải rồ mát tịch mới được, là mình phải tắm rửa đồ gọn gàng. Có xà bông không? Ê cởi đồ kỳ quá à. Thôi đi ra ông nội ơi, không đi ra thấy kỳ quá. Cái gì vậy, lấy gì vậy? Xà bông. Ờ lấy xà bông xuống sông tắm được ấy. Ồ, ồ, cục xà bông thơm mới chỉ mua hay vậy? Em biết rồi, bữa hổm anh em mình mua tặng nè. À. Đi xuống tắm từ từ. Để điện thoại đồ đó đi tắm. Ai à, đây để xa ta được. Trời trời ghê hả? Có em ở đây, anh em anh đây mà sợ gì? Cái đèn này chị Phương tặng nè. Mình đem tới bên cạnh mình, có ai điện tới mình cũng nghe trả lời. À. Rồi bắt đầu nè, tắm lên đường đi. Theo gái. Theo gái sao ngọt quá vậy? Theo vợ nó mình dùng cái từ theo vợ nó không nghe cái kỳ, mà tự nhiên nghe theo gái nó nghe cái kỳ quá ha anh chí. À nặng nề quá. Ông thay, ông thay đồ, mình quay chỗ khác. Thôi đuôi mắt à, đuôi mắt mà mọi người. Cái quần huyền thoại không có gì, quần huyền thoại à. Rồi máy móc đồ anh về anh giặt đồ cho nó sạch chứ, bậy quá. Mấy mốt mình lúc này mình yêu ok rồi. Xài bao cao su á. Ok rồi, ok là mình tuyệt vời không ơi. Ừ, nói ra nghĩ bậy không. Tại đầu ốc sâu mọ. Rẻ mặn hai đầu hả? Ừ. Rẻ mặn hai đầu có ngày. Thấy ghê không mọi người. Bữa nay là vũ chiến kêu tắm, cái là tắm liền thấy chưa. Mọi bữa là cứ nói thôi chiến ơi để dậy đi em, để dậy đi em. Bữa nay là tắm mà lấy xà bông nữa. Nó từ từ người ta sẽ thay đổi thôi đúng không chí ha. Hơi. Đây nước sắc hài, nước lớn. Con nước ròng rồi con nước lớn, anh với em tắm một dòng sông. Bến cầu này mai mốt sẽ vắng bóng một người, nơi đây sẽ không còn tiếng của anh Chí nữa. Trời ơi cũng sợ bông luôn. Rồi, dạ thưa các bạn, thì trong thời gian anh Chí tắm thì mình không quay hình nha. Đây, thưa quý vị các bạn, thì anh Chí đã lên đồ. Sửa sửa cái áo thun lại anh Chí. Sửa sửa đằng cái dây mình á, cho nó ngang ngang. Ờ đó, trời ơi, quá kẽn luôn nội ơi. Tắm rửa xong mát, mẹ. Chảo cá, cái rô Trung Hoa, chiên kho lên. Để qua này không gỡ luôn, bỏ nhà luôn mà cơm còn không ăn mà. Bỏ nhà làm gì vậy? Không gạo cho em bữa ăn đi, mấy bữa gài mê gái. Mê gái rồi bỏ em bệnh nó đói tội quá. Trời đất quỷ thần. Là cho gái ăn mà không cho bệnh ăn. Trời ơi. Rồi em đi cưng, thông cảm nha, tại vì mấy bữa gài mê gái cưng ơi. Lỗi cưng ơi, rồi ăn đi cưng. Em ơi em dịch ơi. Em tự lo đi.
Từ ngày lúc lên anh Chí không còn lo cho em nữa em dịch ơi. Em tự lo em đi nha. Em tự lo bản thân em đi. Dạ, mắc lo gái rồi. Khổ lắm em ơi. Khổ lắm em vịt ơi. Anh đang đóng cửa. Mình ra mình coi cái diện mạo của anh cái coi. Rồi nè mọi người nấu cơm không ăn luôn. Xuống nhà chị Châu ăn luôn rồi. Vậy là có quyết định đem đồ theo không anh Chí ơi? Hồi nãy anh nói gì đó, anh nói chừng nào không có, ý là em nói là đem theo bộ đồ để đi làm gãy rồi á. Chiếc xe huyền thoại này mai mốt sẽ không còn nữa. Chắc chắn như vậy luôn. Đây nè anh Chí. Chắc chắn là chiếc xe huyền thoại. Ủa làm gì móc cái máy kinh chi vậy? Chi? À. Ok, cô lên đồ kìa, đó. Sửa rồi lại sửa cái gì phải vai lại. Tắt đi. Đó. Mọi nhìn chăm cho anh ta. Đó. Trời ơi. Quá cản. Quá cản. Quá. Chết thiệt chứ. Không có đồ bỏ này, chỗ bỏ điện thoại đây. Bỏ điện thoại trong cái túi bên kia. Ừ. Mất có thuốc luôn rồi. Có thuốc để trên chiếc xe đi. Ờ cái đó phải móc vô đó nè, bóp mà. Đó. Quá trời bữa nay lên đồ. Quá men hả? Ừ. Trời ơi, để điện thoại với túi quần là ai điện tới em không nghe rõ. Ừ. Đây nè. Bởi vậy cái bóp kia đi cho bán bánh cam rồi. Còn ăn giống gà. Bóp nào? Bóp chị ấy cho hả? Ừ, ngọc tay á. Của chị Phương kìa. Chị Phương tặng cho ông bán bánh cam rồi. Ừ, tặng cho bán bánh cam rồi chứ. Thôi, bán rồi. Cầm tiền ở ngoài với điện thoại ngoài thấy sao nó rớt mắt rồi tội cho nó. Tội nó nữa, cho nó nữa. Cho luôn. Ừ. Thôi được. Cái điện thoại này nó rung mà. Không nó mới rung. Nó chia đổ chuông cũng hơi nhỏ á. Để hồi em coi coi nó vừa rung vừa chuông chứ sao mà nó rung tè tè luôn chứ. Có nghe con kể anh ơi nghe em kể là không biết. Coi cái đó cái gì bỏ cái bớt đi anh để con đó cũng được nữa. Để điện thoại đó đó. Bây giờ anh sợ lắm. Anh sợ điện thoại của anh lắm không? Đúng rồi. Sợ là mỗi lần gieo là không nghe. Sợ người ấy gọi á chứ gì. Nói chung là anh em mình gọi nè. Thôi tôi sợ người ấy không ơi. Ấy là mày. Người ấy gọi chứ đâu mà. Đâu có môn là dưới vậy. Ồ, ghê ha. Không có môn mà, không có môn mà ở dưới mà 2 ngày rồi bỏ nhà luôn. Là cái mối tình đầu. Ôi. Chơi vô thuốc vô kìa. Đó. Hút đi, hút đại đi anh. Không có gì đâu, tự nhiên vô vậy. Không có gì đâu. Tự nhiên trời ơi, anh tội nghiệp anh ghê không? Ngoài bữa thường thường mình nói là anh chỉ hút thuốc sợ cái thằng ông YouTube này nó ông bắt. Nên giờ anh bỏ. Rồi, và thưa quý các bạn thì bây giờ anh Chí lại tiếp tục lên đường. Đi xuống nhà chị Châu. Đó, lên đồ mai mốt anh nói là anh đem đồ theo luôn. Vừa làm gãy vừa ở dưới luôn. Giờ qua anh Giao ăn cái đi. Hả? Qua anh Giao ăn cái đi. Anh Giao để tâm sự với anh Kim được ha. Để nói Kim ơi lúc này anh không còn chơi với em nữa. Tự bay tự lo đi. Kim cũng gái lo. À. Xe đái rồi. Xe đái luôn. Dạ thưa quý vị các bạn thì video vũ chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.